Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 kêu trời, mùng 10 Phật thương, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, vận số đã đến giờ vàng, đa điểm vào giàu sang chạm nóc trong tháng 10 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước chưa phát triển Internet hay còn ban sơ, nên cái thế giới quan nhân sinh quan của Giáp Tý nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ nhiều lắm, là một Giáp Tý sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong anh chị hiểu trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần, sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu. Đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam. Cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Giáp Tý ta đáng được hưởng. Mong anh chị sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài. Hoặc chí giả có thể Giáp Tý sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế, nhưng thời thế sẽ có cách để ép anh chị phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể, cứ nắm lấy cơ hội nếu thấy tiềm năng, có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn, là để sử dụng, không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 10 âm lịch này để giúp anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được bà cửu thiên quyền nữ độ mạng. Tuổi Giáp Tý được Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc, Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật Thiên Thủ Quan Âm bảo hộ. Giáp Tý là người học nhiều, thành công ít, tâm tính nóng nảy, thuở nhỏ gặp họa, phải cậy nhờ cha mẹ, phiền lụy đến anh em cốt nhục, còn cái tai ách. Giáp Tý có thể coi là mệnh lanh lợi, thông minh giỏi giang. Những người này duy tâm trong suy nghĩ, mạnh mẽ trong lời nói, hành động và cực kỳ tình cảm. Họ có thể che đậy cảm xúc của mình bằng cách luôn tỏ ra là một người hạnh phúc và quyến rũ. Trong thực tế, họ rất dễ bị xúc động dẫn đến ghen tuông, giận dữ, ích kỷ và sở hữu. Cái nhìn của họ dựa trên những gì giác quan cảm nhận được. Họ yêu tiền nhưng sẽ không tích trữ và chẳng ngần ngại bỏ ra nếu có thể thu được chất lượng và giá trị tốt. Họ biết cách đầu tư một cách khôn ngoan, họ sẽ không lãng mạn như chuột loại khác, nhưng có thể đầy nhục cảm mà vẫn giữ được phẩm hạnh. Giáp Tý thích gây ấn tượng, ngôi nhà của họ sẽ được trang hoàng lộng lẫy trong khả năng tài chính của họ. Giáp Tý yêu kịch và yêu thích các thứ cổ điển. Họ cũng có tinh thần thể dục thể thao, nếu họ có thể kiềm chế xu hướng thống lĩnh của mình, họ sẽ thành công trong việc đưa mình trở nên nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Về cơ bản, họ là con chuột sẽ tiến lên bằng cách thâm nhập vào dòng những người có ảnh hưởng. Tuổi Giáp Tý hợp với màu vàng, trắng, tuổi Giáp Tý khắc màu đỏ. Về tính cách tuổi Giáp Tý, Giáp Tý là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín.
Vì điều này nên người xung quanh họ không hiểu nhiều về nội tâm và suy nghĩ của họ. Nếu như bạn được Giáp Tý kể về cuộc sống, công việc, tâm tư của họ thì bạn phải tự hào vì mình là người được họ rất tin cậy. Và như vậy, bạn nên xứng đáng với niềm tin tưởng của họ, đừng nên làm điều gì khiến họ xa lánh và không chia sẻ bao giờ nữa. Người tuổi Giáp Tý thường suy nghĩ, lo lắng và làm mọi việc về bản thân họ. Họ cho rằng lo cho mình rồi mới lo cho người khác. Nếu như họ còn khả năng, cách tư duy và làm việc này người ngoài cho rằng hơi ích kỷ. Nhưng thực tế họ suy nghĩ vậy là thực tế. Khi không lo được cho bản thân mà phải nhờ vả người khác thì không thể giúp đỡ người khác gì cả. Khí kim bản chất ngưng tụ, nay lại chìm sâu trong đáy biển nên thế giới riêng của họ dường như biệt lập so với nhiều người khác. Nhưng thực tế họ ưa mọi sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thị phi. Giáp Tý bản chất nghĩa khí, giữ chữ tín. Họ ít khi hứa xong bỏ đó. Nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện. Trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong kinh tế họ thường rất sòng phẳng, thích chia đều, công bằng, không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi. Tùy duyên, ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của Giáp Tý. Giáp Tý cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân. Họ thích khẳng định mình, thi thố tài năng. Bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác. Nếu tất cả đều giống nhau tất cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao. Về sự nghiệp tuổi Giáp Tý, người tuổi Giáp Tý thích trầm tư, suy ngẫm mọi việc theo chiều sâu nên họ phù hợp với các lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tư duy độc lập. Ví dụ như nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ hiện đại cũng là sở trường. Có tham vọng được đi du lịch hay khám phá nhiều nơi nên một số người tham gia các hoạt động xuất ngoại, ngoại ngữ, du lịch. Tuổi Giáp Tý đều có lộc cách nên buôn bán kinh doanh có duyên, của cải thường tụ mạnh. Giáp Tý ham làm những công việc tiên phong, đi đầu nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm. Nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Người tuổi Giáp Tý thường may mắn nên đối với tiền bạc mà nói, những người tuổi Giáp Tý thường nhanh có tài sản tích lũy hơn. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Các việc liên quan đến kinh doanh buôn bán, ngoại giao, viết văn, làm thơ, làm báo đều là những công việc phù hợp với người tuổi Giáp Tý. Có thể cân nhắc và theo đuổi ngành nghề mà mình thực sự yêu thích, thực sự muốn cống hiến để đạt được thành công nhất. Bên cạnh đó, tất cả các công việc mang tính nghệ thuật đòi hỏi đầu óc nhạy bén, có con mắt thẩm mỹ, tinh xảo như quản lý sản phẩm hàng hóa, gia công, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật. Người tuổi Giáp Tý đều có thể xem xét, bởi họ có một trực giác nhạy bén, thông minh. Tóm lại, những công việc liên quan đến nhà nước, chính trị xã hội bạn có thể bỏ qua, còn lại những công việc kinh doanh, mỹ thuật, nghệ thuật, tuổi Giáp Tý đều có thể tham gia, với khả năng quan sát tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo. Mọi công việc bạn đều có thể hoàn thành được tốt nhất. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Giáp Tý là tuổi Đinh Sửu, Tân Sửu. Tuổi không hợp cũng không khắc khi kết hợp làm ăn với Giáp Tý, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Canh Dần, Mậu Tuất, Mậu Ngọ, Canh Thân. Tuổi khắc với Giáp Tý không nên kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Canh Dần, Mậu Tuất, Mậu Ngọ, Canh Thân. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tháng 10 năm 2024 âm lịch. Năm 2024 đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Giáp Tý từ đây. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng được thiên đức cát tinh xuất hiện sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài dượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc,
tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Tý. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 cho thấy người tuổi Giáp Tý ở phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ. Đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, Giáp Tý nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Giáp Tý sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Giáp Tý có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo đường tài lộc của người tuổi Giáp Tý khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Tất nhiên ở tháng này, bạn hiểu rằng sẽ còn nhiều thách thức chờ đón ở phía trước, nên bạn căn phải luôn có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra. Sự chủ động này sẽ giúp bạn giành được lợi thế về phía mình. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này, bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để tí phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Tý sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 10 năm 2024 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Tý khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu,
bạn nên hành xử thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe, trong tháng, phương diện sức khỏe của Giáp Tý khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Người ốm mau chóng hồi phục sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng, yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Tý, tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Tý cho thấy, con giáp này đón tuần mới với hung cát đang xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên, cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá dượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Giáp Tý. Tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc dung tay quá tráng, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cá khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Giáp Tý có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, thân, hợi, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 67, 78, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Tý, tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi cho thấy, tuổi Giáp Tý có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trong bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Giáp Tý tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, thìn, tý, tiểu nhân, mùi, ảo. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 16, 35, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Tý, tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Giáp Tý có điềm báo, được các tinh soi sáng trong tuần, bạn sẽ có nhiều chuyện vui đưa đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông, bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này. Người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước,
lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Giáp Tý, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Giáp Tý có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn mất thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín mùi, tình yêu ngày càng thăng hoa, mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, hợi, thân, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 25, 08, 86. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Tý, tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Bước sang tuần cuối cùng của tháng, nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Tý ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại. Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó. Mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Giáp Tý vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng. Nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư dả, tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định, đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan. May mắn trong tuần này, tuổi Giáp Tý được Thái Âm Các Tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Các tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá dượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt, ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, dậu, mùi. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Con số phát tài, 68, 50, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài, vì sao lại để ông phá sản? Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn,
Vì Triệu Phú giận dữ nói: sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm? Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp: con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói: tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói: nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ. Đến ngày phá sản kia, con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà. Con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vì triệu phú nói: sao ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ? Hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói: đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem. Tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200 mét, khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được. Mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống. Chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống thậm chí sẽ đụng phải vách đá. Một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi. Tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy. Nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không, bởi nó có quy tắc của chính mình. Những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống. Vì triệu phú cảm thấy hổ thẹn: như vậy ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói: mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa. Còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp: vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người. Vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết. Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói: trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng. Con người muốn thực hiện ước mơ thì ép phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả. Sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn. Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.